Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một loại bàn cầu rất là cao cấp của thiết bị vệ sinh Inac đang có mặt tại siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và bàn cầu này có mã số là AC1008VRN. Nhìn tổng quan mực in nhãn hiệu Inac rất là rõ ràng, mực đều, mượt, không bị lem. Các nút của bàn cầu AC1008VRN cũng được thiết kế một cách tối giản với dàn nút nguyên khối rất đẹp mắt. Bên trong các nút thì sẽ bao gồm một văn chữ T. Mọi người có thể thấy sẽ bao gồm một văn chữ T. Văn vặn khó có mã số là NF3VK cùng với một sợi dây cắp và gioăng cao su. Ở đây cũng sẽ đi kèm theo vít để mà mình bắt đế sàn. Bàn cầu một khối AC1008VRN có xả nhấn với hai chế độ xả 4,5 lít và 6 lít. Nắp và bệ ngồi được làm bằng nhựa cứng rất chắc chắn, khi mà ấn vào thì cũng sẽ không bao giờ có hiện tượng móp méo hay là biến dạng. Nhựa được làm chống tiếng ồn và hạn chế rơi vỡ khi mà đóng lại. Mọi người có thể thấy đây là nắp đóng êm nha. Rơi rất là nhẹ nhàng thì sẽ hạn chế được cái hiện mà nứt hay là vỡ cái chân cầu hoặc là nắp khi mà dùng lâu. Đối với AC1008VRN áp dụng kỹ thuật xả rửa vành rim kiểu mới với lỗ xả được hướng vào phía trong. Mọi người có thấy ở đây lỗ xả hướng vào phía trong như này, thêm một cửa xả lớn làm tăng sức mạnh xả rửa và xóa đi những vệt nước cũng như chất bẩn trong lòng bồn cầu, kết hợp cùng với hai cửa xả xoáy ở thành bồn cầu. Ở đây mọi người khi mà rờ tay vào thì sẽ thấy ở đây có một cái cửa xả và ở phía dưới này cũng có một cái cửa xả ở đây. Đây, và ở đây nữa. Và chính nhờ có hai cửa xả này thì khi mà kết hợp với cái cửa cứng hướng xả ở dưới lên thì sẽ giúp cho tạo thành một cái dòng xả xoáy và có thể vừa xả mạnh để mà đẩy hết mọi chất bẩn ở trong lòng bồn cầu đi xuống hết một lần và giảm tiếng ồn và cũng như là tiết kiệm nước một cách tối ưu. Thì ngoài ra thì ở AC1008VRN còn áp dụng công nghệ kháng khuẩn của Inac có tác dụng đó là ức chế hiệu quả sự sinh trưởng của vi khuẩn trên bề mặt bồn cầu và làm cho phòng tắm luôn sạch sẽ và vệ sinh. Thì mọi người có thể thấy ở đây, ở đây sẽ Inac có một cái tem, đây là Hyperkeramic, đây là công nghệ kháng khuẩn rất đặc biệt. Và ngoài ra thì còn có công nghệ Aqua Ceramic. Mọi người có thể thấy đây 100 năm trắng sạch là một công nghệ cũng được Inac đặc biệt thiết kế. Đó là công nghệ chống bám bẩn giúp cho bàn cầu luôn giữ được màu trắng sáng và không bị bám rong rêu khi sử dụng trong môi trường độ ẩm cao như là trong nhà tắm. Và chân cầu mọi người có thể thấy thì rất là mượt, trơn và đúc thành nguyên khối như vậy thì chị em phụ nữ khi mà mình dọn rửa cũng rất là dễ dàng. Và đi kèm đó là một con thỏ hay còn gọi là bê trát được làm bằng sứ. Mọi người có thể thấy thì mã của nó đó là TR-SS. Phía bên này mọi người có thể thấy đây là một cái mộc của lít siêu Inac. Đây, được đóng như hình. Và để có thể biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và mọi người cũng đừng quên like và subscribe cho kênh siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Chào tạm biệt mọi người.